ơi, anh đang rất hung chó về con Essex 13 của anh hôm qua đang hai điểm. Rồi, đánh ra là phải vòng bên này. Không vòng được đâu anh, chỗ này không quay được đâu. Thế nó bắt thời gian thì chỗ này như thế. Không im đi để mà tôi bình tĩnh à. Đổ rồi. Hàng xe đó. Lùi đi chậm bóng phát là lại trừ điểm. Lùi đi, nhưng mà bắt đầu bình tĩnh em. Nhưng mà lùi hướng nào đấy nó kia mình đúng không? Cái lắm à. Đến đi. Thôi rồi, thoát luôn. Đúng rồi. Rồi, chạm tiếp. Chạm bánh sao, chạm bánh sao. Rồi, trừ. Bao nhiêu? 3 điểm, 3 điểm thôi nhá. Lăn qua cho nó nhanh. Tên. Phải qua kinh nghiệm, mình có kinh nghiệm đúc rút cho những em được không? Đúng. Tên. Quả này mới căng nhỉ. Mắc ca bắt răng xuống cái này luôn. Mắc ca bắt luôn. Đéo body mềm lo cái gì đâu. Anh body cũng mềm như vậy. Ôi, ngon đấy. Rồi. Thế là trừ bao nhiêu rồi? 50 kia. 5 điểm rồi. Trái luôn 50 kia. Mày nhỏ thế, đi mẹ. Tèn. Một phát này là rơi xuống khỏi mò xe luôn anh em ạ. Cứ bình tĩnh em. Không chạm được hạng đây nhá. Có cần cứu trợ không? Rồi, thôi được rồi. 7 điểm đéo đi kém thế nhỉ. Bình tĩnh em. Nhiều điểm thế là thua rồi. Thua lên mắc ca thế. Quả này ông đốm ông này ăn dài rồi. Ngon được. Bóc lái. Anh không... em ở chết chỗ này đấy này. Đó. Độc quá. Anh em. Mắc ca. Mắc ca luôn về luôn. Ôi đổ xe đấy. Trong tay này cầm đi nhà xe. Hai phút 57. Rồi mẹ mày con số quá. 2 phút 57 cộng với 3 phút kia thành 5 phút 57.